Chào mừng trở lại với kênh 108 TV. Mời quý vị và các bạn cùng xem bản tin ngày hôm nay của chúng ta. Dư luận và giới truyền thông ở Việt Nam đang xôn xao về sự kiện tập đoàn Tân Tạo chi tạm ứng số tiền gần 2.000 tỷ cho bà Đặng Thị Hoàng Yến với nội dung là để tham gia dự án ở Mỹ. Tuy nhiên, trước sự phản ứng của dư luận thì ngay sau đó tập đoàn Tân Tạo phải đính chính lại con số thực chi cho bà Đặng Thị Hoàng Yến chỉ là 633 tỷ. Và nội dung chi là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần chứ không phải chi với nội dung để tham gia dự án ở Mỹ như thông tin đã nêu trước đó, đồng thời giải thích việc chênh lệch là do hạch toán sai. Kim Thiền thoát xác. Với việc công bố con số tạm ứng gần 2.000 tỷ, trước đó thì có vẻ như bà Đặng Thị Hoàng Yến đang dùng chiêu ném đá dò đường để đo phản ứng của dư luận trước khi thực hiện kế Kim Thiền thoát xác nhằm mục đích chuyển gần 2.000 tỷ qua Mỹ. Tuy nhiên, do dư luận phản ứng quá dữ dội nên mưu sâu kế hiểm của bà Đặng Thị Hoàng Yến dày công mưu tính đã bị phá sản từ trong trứng nước. Theo quy định của Việt Nam, việc chuyển ngoại tệ hoặc ngay cả tiền đồng ra nước ngoài để đầu tư dự án được giám sát rất chặt chẽ. Tuy vậy, nếu không có phản ứng của dư luận thì rất có thể việc chuyển một số tiền rất lớn, gần 100 triệu đô la Mỹ của bà Đặng Thị Hoàng Yến ra nước ngoài đã trót lọt. Ở đây có hai giả thuyết đặt ra. Giả thuyết thứ nhất là dự án mà bà Đặng Thị Hoàng Yến đầu tư ở Mỹ chỉ là một dự án ảo do bà Yến vẽ ra để hợp thức hóa việc chuyển tiền qua Mỹ. Còn giả thuyết thứ hai thì có thể đó là một dự án thật, nhưng sau khi chuyển tiền qua được để đầu tư thì bà Yến sẽ chuyển nhượng cổ phần dự án này với giá thấp hơn thị trường để thu về số tiền mặt khổng lồ một cách hợp pháp. Và suy cho cùng, cho dù là bà Yến dùng cách của giả thuyết 1 hay giả thuyết thứ 2 thì cũng không ngoài việc hợp thức hóa việc rút tiền ra khỏi lãnh thổ Việt Nam một cách hợp pháp để cao chạy xa bay qua xứ cờ hoa hưởng thụ cuộc sống vương giả. Cũng nên nhớ Tân Tạo hoạt động theo mô hình công ty cổ phần nên số tiền Tân Tạo chi cho bà Đặng Thị Hoàng Yến thực chất là tiền của tất cả cổ đông chứ không phải tiền của cá nhân bà Yến. Vì vậy, nếu việc rút tiền của bà Yến trót lọt thì tiền và lợi ích bà Yến hưởng trọn, con nợ của và thiệt hại tài chính của tập đoàn Tân Tạo tại Việt Nam sẽ do cổ đông chịu khi bà Yến đã cao chạy xa bay sang Mỹ, để lại cái vỏ rỗng Tân Tạo lại cho các cổ đông. Vụ bà Đặng Thị Hoàng Yến rút 2.000 tỷ ra nước ngoài là vấn đề lớn. Báo chí đã đồng loạt đăng thì ắt hẳn họ đã nghiên cứu hồ sơ khá kỹ. Việc động tới việc chuyển tiền phi pháp đến hàng ngàn tỷ không phải là chuyện nhỏ. Nếu nói sai là bị kiện ngược lại tội vu cáo, cho nên những tờ báo lớn nói về vấn đề này phải rất thận trọng. Thông tin bà Đặng Thị Hoàng Yến, bà chủ của tập đoàn Tân Tạo rút 2.000 tỷ vốn ở Việt Nam chuyển sang Mỹ đã rầm rộ hai tuần qua. Sau đó là ban quản trị tập đoàn này mới lên tiếng rằng họ ghi nhầm, con số báo lại là 633 tỷ. Cũng không phải tiền rút từ Tân Tạo mà là tiền tạm ứng chuyển nhượng cổ phần. Thực ra, tin đính chính lại làm cho nhiều người nghi ngờ hơn là tin khẳng định trước đó. Nhiều ý kiến cho rằng, tại sao cho đến giờ vẫn chưa thấy thông tin gì nhắc đến thương vụ bà Đặng Thị Hoàng Yến nhượng cổ phần lúc nào mà tiền tạm ứng trả cho chị đã lên 633 tỷ. Tổng giá trị hợp đồng chuyển nhượng này là bao nhiêu cũng không ai rõ. Như vậy là tin đính chính còn mập mờ hơn cả tin ban đầu. Điều đáng nói là ban đầu, ban quản trị tập đoàn Tân Tạo khẳng định việc chuyển 2.000 tỷ ra ngoài là đúng luật nhà nước. Hội đồng quản trị họp bàn đúng điều lệ. Thế mà đùng một cái bây giờ báo lại là nhầm thế nào? Nhầm gì mà nhầm một con số lên đến 1.300 tỷ đồng? Sự việc kỳ lạ này xảy ra đúng vào dịp nguyên chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết ra thăm Quảng Nam, ghé qua chỗ Nguyễn Công Khế, rồi dự lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh chủ tịch hội đồng bộ trưởng Võ Chí Công cùng với ông Phúc. Thời ông Triết làm chủ tịch,
Ông rất hay qua lại với Tân Tạo. Ông từng nói giữa Tân Tạo rằng đây là chỗ người nhà. Trong vụ rút 2.000 tỷ của chị Yến, báo Thanh Niên sân nhà của anh Khế không viết một dòng nào. Trái lại, tờ Dân Việt, cũng một tờ báo sân sau của anh Khế, đăng tin đính chính sớm nhất về vụ nhầm lẫn này và bài viết trước đó nói lý do vì sao bà Yến rút 2.000 tỷ đã bị tờ báo này xóa. Được biết lâu nay bà Đặng Thị Hoàng Yến quen biết với ông cựu chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Tuy nhiên hiện nay người ta biết thêm bà Yến còn quen đến ông cựu chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Nói tóm lại là các lãnh đạo miền Nam đi lên từ thành phố Hồ Chí Minh, cho nên quyền lực của bà này rất lớn. Ngay cả Nguyễn Tấn Dũng, bà còn dám kiện thì không biết bà ngán ai. Tập đoàn Tân Tạo một thời ăn nên làm ra nhờ những lãnh đạo của thành phố đỡ đầu. Hiện nay Tân Tạo gặp rắc rối thì những ai có sợi dây liên hệ với tập đoàn kinh tế này nhảy vào gỡ. Trước mắt là gỡ về mặt báo chí, những tờ báo đính chính cho bà Đặng Thị Hoàng Yến đều là những tờ báo thân với cánh miền Nam nhất, mà đặc biệt là các cựu lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh. Theo nguồn tin khả tín thì một cựu lãnh đạo, một tờ báo thuộc Hội Thanh niên Việt Nam có mối quen biết rất thâm tình với các ông như cựu Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang và đương kim Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Cho nên việc tác động để có bài viết đính chính cho thấy quyền lực của bà Đặng Thị Hoàng Yến như thế nào. Khế thiết kế cho vụ 2.000 tỷ cho bà Yến thoát nạn được cho là ông Nguyễn Minh Triết đang dùng ảnh hưởng của ông ấy. Xem ra, những con người lâu nay không bị dính đến tai tiếng gì cũng không hẳn là trong sạch. Vấn đề là những người chưa bị khui thì trong sạch mà thôi. Việc ông Triết đặt câu hỏi là tại sao ông lại ra tay giải cứu cho bà Đặng Thị Hoàng Yến, phải chăng chính ông cũng trong một nhóm lợi ích lớn mà ông cần phải che đậy? Đó là câu hỏi mà nhiều người đang cần lời giải thích bởi cơ quan điều tra. Ngày 4 tháng 8, báo Cà Phê F có bài viết bà Đặng Thị Hoàng Yến rút gần 2.000 tỷ đồng của tập đoàn Tân Tạo để làm gì? Bài báo cho biết tập đoàn Tân Tạo hiện là chủ đầu tư khu công nghiệp Tân Tạo 443 ha tại thành phố Hồ Chí Minh, khu công nghiệp Tân Đức 545 ha tại Long An, quần thể khu công nghiệp đô thị dịch vụ thành phố Tri Thức Tân Đức ECT quy mô hơn 1.142 ha tại Long An. Quy mô tài sản của tập đoàn Tân Tạo ECTA là hơn 13.000 tỷ đồng, tập trung vào các khoản phải thu bao gồm tạm ứng cho các bên liên quan được đề cập bên trên, với giá trị tồn kho đầu tư vào các dự án ECT Tân Đức, khu công nghiệp Tân Đức tại Long An và khu công nghiệp Tân Tạo ở Hồ Chí Minh. Ngoài ra, khoản đầu tư vào công ty cổ phần Đại học Tân Tạo 812 tỷ đồng. Các khoản đầu tư liên quan đến dự án nhiệt điện Kiên Lương chiếm tài sản lớn nhưng đang vướng mắc pháp lý. Một điểm đáng chú ý trong báo cáo của công ty là khoản phải thu khác tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm, từ mức 2.046 tỷ vào cuối năm 2021 lên 3.947 tỷ tính tới cuối quý 2 năm 2022, gấp gần 3 lần cùng kỳ năm trước. Trong đó chủ yếu là khoản chi tạm ứng cho bà Maya Dengilat, tên mới của bà Đặng Thị Hoàng Yến, đang định cư tại Mỹ. Chủ tịch hội đồng quản trị công ty là 1.937 tỷ đồng, chiếm 56% khoản phải thu. Mục đích là để tham gia các dự án đầu tư tại Mỹ. Như vậy bà Yến rút gần 2.000 tỷ đồng một cách nhẹ nhàng, trong khi đó tập đoàn này nợ đầm đìa, chưa chi trả những khoản nợ cho đối tác và bị người ta kiện ra tòa. Doanh nghiệp đang dính vào pháp luật mà người chủ rút tiền một cách trơn tru làm người ta đặt dấu hỏi, bà này là ai mà miễn nhiễm với luật pháp Việt Nam. Được biết bà Đặng Thị Hoàng Yến là người từng đệ đơn lên tòa án trọng tài quốc tế kiện ông cựu Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, bị đơn trong vụ đòi bồi thường 2,5 tỷ đô la. Được biết bà Đặng Thị Hoàng Yến, cựu đại biểu Quốc hội. Năm 1998, lực lượng an ninh kinh tế khá chật vật trong cuộc đấu tranh với nhiều đối tượng thuộc đường dây chạy thầu một số dự án điện, chuyên án AB98. Trong đó bà Đặng Thị Hoàng Yến là chủ tịch hội đồng
Quảng Trị, công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Yến, thành lập năm 1997. Qua điều tra, xác minh, bà Hoàng Yến đã lập và điều hành một đường dây móc nối vào nội bộ các cơ quan nhà nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công nghiệp, Văn phòng Chính phủ, Tổng cục Điện lực Việt Nam, nhằm thu thập tin tức, tài liệu bí mật, cung cấp cho tập đoàn nước ngoài IBB, đấu thầu và trúng thầu một số dự án điện lớn của Việt Nam. Cơ quan điều tra an ninh kinh tế đã xác định các đối tượng Đặng Thị Hoàng Yến, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Yến, Lâm Minh và Nguyễn Duy Bình, nhân viên văn phòng công ty IBB tại Việt Nam, Phạm Hữu Hòa, lái xe cho ông Võ Hồng Phúc, khi ấy là Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, và một số đối tượng khác. Ngày 2 tháng 3 năm 1998, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án cố ý làm lộ bí mật nhà nước, chiếm đoạt bí mật nhà nước trong việc đấu thầu các dự án điện, đồng thời bắt, khám xét, khởi tố và tạm giam 3 bị can Lâm Minh, Nguyễn Duy Bình và Phạm Hữu Hòa về tội nêu trên theo quy định tại Điều 92 Bộ Luật Hình sự. Riêng Nguyễn Duy Bình có thêm hành vi phạm tội tiêu hủy tài liệu bí mật của nhà nước. Vụ án này thu lại được nhiều tài liệu mật của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng Công ty Điện lực Việt Nam và Bộ Công nghiệp. Vào thời điểm đó, bà Hoàng Yến đã trốn, thực chất được sự can thiệp. Qua khai thác, cả ba bị can bị bắt đều nhận hành vi phạm tội, khai báo rõ việc bà Đặng Thị Hoàng Yến móc nối, chỉ đạo, bày cách, lấy cắp tài liệu mật để cung cấp cho IBB. Từ đó, bà Đặng Thị Hoàng Yến đã rất quyền lực, vượt qua lưới pháp luật, và lần này khi bà ở Mỹ mà rút tiền Việt Nam như lấy kẹo trong túi, vậy thế lực nào giúp bà? Được biết bà Đặng Thị Hoàng Yến có mối quan hệ gần gũi với ông cụ Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nên sức mạnh ngầm của bà Yến còn mạnh lắm. Cụ Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng bị đơn trong vụ đòi bồi thường 2,5 tỷ đô la do cụ đại biểu Quốc hội Đặng Thị Hoàng Yến khởi kiện ra tòa trọng tài quốc tế, sẽ bị tống đạt thông báo trọng tài vào hôm nay. Ngày 10 tháng 9 năm 2019, theo thông tin từ văn phòng luật sư của nguyên đơn. Vào tối ngày 9 tháng 9, văn phòng công ty luật Bubi của luật sư Anthony Bubi ở Texas, một trong năm luật sư của bà Maya Dengales, tên mới của bà Yến sau khi nhập quốc tịch Mỹ, email cho VOA. Cựu Thủ tướng Việt Nam sẽ bị tống đạt thông báo trọng tài vào ngày mai, và như vậy thủ tục tố tụng trọng tài sẽ chính thức bắt đầu. Trước đó, hôm ngày 6 tháng 9, trang PN Newswire trích thông cáo của văn phòng luật sư Charles Kam ở thủ đô Washington. Một luật sư trong tổ hợp các luật sư đại diện bà Dengilat cho biết đây là vụ kiện giữa nguyên đơn là tiến sĩ Maya Dengilat tiến hành thủ tục tố tụng trọng tài khởi kiện cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vì đã làm cho công ty của bà thiệt hại 2,5 tỷ đô la về lợi nhuận và đầu tư trong dự án nhiệt điện Kiên Lương ở tỉnh Kiên Giang trong thời gian ông Dũng còn tại vị. Văn phòng công ty luật Bubi cho VOA biết thêm, việc ông Nguyễn Tấn Dũng hủy bỏ dự án này là hết sức vô lý và dựa trên những lý do mang tính cá nhân chứ không liên quan gì đến nhiệm vụ của ông khi ông đảm nhận cương vị Thủ tướng Việt Nam. Tiến sĩ Dan Gillard và các công ty của bà đã đầu tư hơn 250 triệu đô la vào việc phát triển dự án nhiệt điện Kiên Lương và bà đang phải chịu những thiệt hại đáng kể, không chỉ về chi phí đầu tư và phí pháp lý mà còn mất một khoản lợi nhuận khổng lồ, công ty luật Bubi cho biết thêm. Bà Dan Gillard khởi kiện ông Dũng thông qua Ủy ban Luật Thương mại Quốc tế của Liên Hiệp Quốc và nơi trọng tài giải quyết được đề nghị là tại thủ đô Paris của Pháp, theo trang PN Newswire. Trang PN Newswire trích lời bà Dengilat nói, công ty của tôi lẽ ra thu về hàng tỷ đô la từ dự án nhiệt điện Kiên Lương. Số tiền này là cơ hội để giải quyết công ăn việc làm và giáo dục cho người nghèo ở Việt Nam và Hoa Kỳ. Đối với tôi, thủ tục tố tụng trọng tài này không chỉ là một câu chuyện pháp lý mà nó có ý nghĩa đối với cuộc đời của tôi. Cũng theo thông báo trọng tài, vào năm 2007, ông Nguyễn Tấn Dũng đồng ý cho công ty cổ phần đầu tư công nghiệp Tân Tạo ECTA thuộc tập đoàn Tân Tạo tiến hành dự án đầu tư khu công nghiệp, nhà máy nhiệt điện và cảng nước sâu
ở huyện Kiên Lương, nhưng 9 năm sau khi thực hiện hợp đồng thì ông Dũng hủy bỏ dự án. VOA chưa liên lạc được với cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Văn phòng Chính phủ và Bộ Ngoại giao Việt Nam để tìm hiểu về phản ứng của họ trước vụ kiện này. Trang Việt Nam Finance dẫn lời Bộ Công Thương cho biết, nguyên nhân tạm dừng dự án nhiệt điện Kiên Lương là vào ngày 18 tháng 3 năm 2016, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định 428 trên QĐ-TTG phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020, có xét đến năm 2030, trong đó không có dự án nhiệt điện Kiên Lương. Chưa đầy một tháng sau, vào ngày 6 tháng 4 năm 2016, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng rời chính trường Việt Nam do Quốc hội bỏ phiếu miễn nhiệm. Văn phòng luật sư Charles Cam còn cho biết rằng tiến sĩ giáo dục Maya Dengilat chính là bà Đặng Thị Hoàng Yến, chủ tịch tập đoàn Tân Tạo. Truyền thông Việt Nam cho biết bà Đặng Thị Hoàng Yến từng là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13 từ năm 2011, nhưng tháng 5 năm 2012 thì bà viết đơn từ nhiệm và về sau bị Quốc hội bãi nhiệm với lý do đã khai không trung thực, làm cho cử tri và tổ chức hiểu không đúng về tiểu sử và quá trình hoạt động của bản thân. Bà Almada Ogg, phát ngôn cho công ty luật The Bubi, nói với Nhật báo Người Việt tại California rằng Paris đã được đề nghị làm nơi phân xử trọng tài vì nó được công nhận trên toàn thế giới với vai trò nổi bật và hàng đầu về trọng tài quốc tế. Tòa trọng tài Paris là nơi trung lập cho các bên giữa nguyên đơn mang quốc tịch Hoa Kỳ và bị đơn mang quốc tịch Việt Nam nhằm giải quyết tranh chấp hiện tại. Bản tin của chúng ta hôm nay kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh. Chúc quý vị một ngày mới an lành.